Long Vương trở lại, Giang Thần. Chương 306, quyến rũ đàn ông như thế nào? Lần này Giang Thần thực sự cảm ơn Hứa Tinh. Hứa Tinh đã giúp anh, khiến Đường Sở Sở triệt để hết hy vọng, không còn thương nhớ về Hắc Long, khả năng Đường Sở Sở muốn ly hôn với anh sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Anh suy nghĩ một lúc, cảm thấy yêu cầu này cũng không quá phận. Được rồi, nói trước, chỉ một ngày. Hứa Tình trợn trắng mắt, tức giận mắng, làm ơn làm bạn trai của tôi một ngạt như vậy sao dù sao tôi cũng là một đại mỹ nữ giang thần tủm tỉm cười nhưng tôi đã có vợ rồi nếu sau này vợ tôi biết được tôi phải giải thích như thế nào được rồi đi thôi đi ra ngoài dạo phố hứa tinh cũng không so đo nhiều như vậy nữa cô ta kéo giang thần đi trông rất thân mật giống như họ là một cặp đôi yêu nhau giang thần cũng đồng ý với cô ta làm bạn trai một ngày anh không từ chối chỉ cần không quá phận anh đều có thể chấp nhận được còn đường sở sở khóc lóc chạy ra khỏi tập đoàn giang long cho tới nay cô vẫn cho rằng hắc long thích cô cũng bởi vì thích cô mới luôn âm thầm giúp cô ngày hôm qua giúp cô đạt được danh hiệu thần y vì thế trong lòng cô mới đầy hy vọng cô đã chuẩn bị xong hết có ý định hiến thân thế nhưng khi đi vào tập đoàn giang long lại nhìn thấy cảnh tượng này sau khi chạy ra khỏi tập đoàn giang long Cô cảm thấy cuộc sống của mình thật đen tối. Tại sao, tại sao lại như vậy? Cô nỉ non thút thít. Khóc đến mệt, thương tâm đến chết, cô mới trở về nhà. "Sở Sở, sao con về sớm vậy?" Hà Diễm Mai đi tới, nhìn thấy sắc mặt Đường Sở Sở xám xịt, không khỏi hỏi, "Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải con đi gặp Hắc Long sao?" "Mẹ, đừng nói nữa." Hai mắt Đường Sở Sở mờ mịt, không còn chút năng lực nào như mất hết khí lực, thất thần ngồi trên sofa. Hà Diễm Mai ngồi xuống bên cạnh cô, quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì. Audio điện tử võ tấn bền. Hu hu, đường sợ sợ hòa khóc. Đừng, đừng khóc, nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con nghĩ cách. Hắc, Hắc Long, anh, anh ấy có bạn gái, chính là Hứa Tinh, Hứa Tinh là bạn thân nhất của con, con đến tập đoàn Giang Long, mở cửa văn phòng ra, thấy bọn họ đang thân mật, thậm chí còn cởi quần áo rồi, nếu con vào chậm một chút, bọn họ, bọn họ lập tức. Đường Sở Sở thương tâm gần chết, không còn luyến tiếc với cuộc đời. Cái này, Hà Diễm Mai cũng ngây ngẩn. Hắc Long có bạn gái. Sau khi ngây người một chút, bà ta kéo tay Đường Sở Sở, nói: "Sở Sở, con không thể từ bỏ, có bạn gái thì đã sao, bây giờ đã là thời đại nào rồi, kết hôn còn có khả năng ly hôn." con phải tin tưởng bản thân mình, con phải làm mọi cách để móc nối và đoạt lấy hắc long. Mẹ, vẻ mặt đường sở sở đau khổ, cướp gò mà cướp, cô ấy là hứa tinh, bản thân tốt nhất của con, sao con có thể không có liêm sỉ cướp lấy bạn trai của hứa tinh, hơn nữa hiện tại con còn chưa ly hôn, chưa ly hôn mà làm như vậy, truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ chê cười con. Nhà đầu ngốc, con đang nói nhảm nhí gì vậy, cái gì mà không biết xấu hổ, đây là hắc long, là chiến thần thủ hộ của Trung Quốc cho dù là rời cương vị công tác tạm thời không phải ngũ quan tuấn tú thế nhưng nó là nam thần trong mắt vô số phụ nữ con không tranh còn nhiều người tranh đoạt nghe mẹ tuyệt đối không sai hà diễm mai dẫn dắt dù sao bọn họ cũng chưa kết hôn con vẫn còn cơ hội cho dù kết hôn cũng không phải vấn đề gì lớn đầu năm nay đều là tiểu tam hơn những lời nói của hà diễm mai đã khiến đường sở sở động tâm quả thật là như vậy còn chưa kết hôn Cô vẫn còn cơ hội. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình, cô lại mất tự tin. Cô đã có chồng, hơn nữa đã từng là cấp dưới của Hắc Long. Còn Hứa Tinh vẫn luôn độc thân, quan trọng hơn, hơn 10 năm trước Hứa Tinh là bạn gái cũ của Hắc Long. Nhan sắc của Hứa Tinh không hề kém cạnh cô. Hứa Tinh là người có tài có đức, khi còn trẻ, cô ta đã là phó chủ tịch. So với Hứa Tinh, cô không có chút lợi thế nào cả lợi thế duy nhất là cứ 10 năm cô lại cứu Hắc Long một lần. Mẹ, con phải làm sao đây? Đường sở sở không để ý. Cái này, Hà Diễm Mai cũng chìm vào trầm tư. Nhìn về phía đường sở sở, bà ta nói, sở sở, dung mạo của con không thể chê, là mỹ nữ đẹp nhất trong nước, được giới truyền thông đánh giá mỹ nữ 5.000 năm khó gặp, con tuy đẹp nhưng không có mị lực, con phải học được cách lợi dụng bản thân để đi câu dẫn đàn ông. Mẹ, mẹ đang nói nhảm gì vậy? khuôn mặt đường sờ sờ đỏ lên, có chút xấu hổ. mẹ nói sai rồi, đó không phải là câu dẫn, mà là sự hấp dẫn. Hà Diễm Mai đổi giọng, nhớ kỹ, sau này phải mặc đồ gợi cảm, tốt nhất là nên lộ một chút, nhưng đừng lộ quá, để cho đàn ông đoán mò còn có. còn phải chú ý ngôn ngữ và cử chỉ của mình, mỗi lời nói và cử chỉ đều phải toát ra mị lực, mới có thể khơi dậy dục vọng của đàn ông. Hà Diễm Mai bắt đầu dậy đường sở sở. Ánh mắt rất quan trọng, con có hiểu loại ánh mắt chống lại dục vọng không? Đường sở sở lắc đầu. Ai, như vậy? Hà Diễm Mai đích thân chứng minh. Bà ta hít mắt nhìn, nhẹ cắn môi. Đường bác ở bên cạnh đang nhìn vào điện thoại, không khỏi liếc nhìn Hà Diễm Mai một cái, suýt nữa thì nôn ra. Nhưng nhìn thấy ánh mắt giết người của Hà Diễm Mai, ông ta lập tức dừng lại, đứng dậy nói, trong phòng một ngạt quá, Tôi ra ban công hóng gió một chút. Sở Sở, con làm chứ? Đường Sở Sở cố gắng học hỏi nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ, cái này thật là xấu hổ. Ai? Hà Diễm Mai thở dài. Con, con quá ngây thơ, cũng không trách con, 27, 28 tuổi vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, chờ con trải qua các cuộc tẩy lễ của nhiều loại đàn ông, những thứ này tự con sẽ hiểu, mẹ cũng không dạy được con, tự con hiểu đi, tự mình cân nhắc đi hà diễm mai không rút lui đối mặt với một hoàng hoa khuê nữ bà ta không biết phải dậy thế nào đường sở sở đang ngồi trên sofa suy nghĩ không biết mình nghĩ gì khuôn mặt thoáng chút đỏ bừng đến tận cổ ôi xấu hổ chết cô che mặt chạy về phòng sau khi trở về phòng cô mở tủ quần áo của mình ra quần áo treo trong tủ đều rất bảo thủ không phải loại hở hang như lời hà diễm mai nói nhưng cũng không phải là loại rất hở hang kia Đứng trước gương, cô khẽ kéo cổ áo của mình xuống. Cô lấy điện thoại ra, ánh mắt mê ly, sau đó khẽ cắn môi. Tách, chụp ảnh. Sau khi chụp, cô xem lại ảnh tự sướng của mình. Nhưng càng nhìn càng thấy mất tự nhiên. Xóa đi chụp lại. Cô không ngừng tìm kiếm cảm giác. Sau khi chụp rất nhiều bức ảnh tự sướng, cuối cùng cô cũng hài lòng với một bức. Cô nhìn vào bức ảnh tự sướng của mình. Do dự một lúc rồi đăng nó lên trang cá nhân của mình với dòng chữ: Hôm nay em bé rất buồn. Cùng lúc đó, trên đường phố, Hứa Tinh ôm Giang Thần, vẻ mặt hạnh phúc cười nói. "Hứa Tinh, cô nói xem tình huống giữa tôi và Sở Sở rốt cuộc là loại tình huống gì?" Mặc dù người ôm anh là một mỹ nữ, nhưng tâm tư của Giang Thần hoàn toàn không đặt ở trên người cô ta. Anh tập trung nghĩ đến Đường Sở Sở. Không có nền móng là tình cảm, Hứa tinh nói chúng tim đen, phân tích. Anh và cậu ấy kết hôn mà không có chút nền móng tình cảm nào. Từ khi kết hôn đến giờ đã hai ba tháng, bây giờ xuất hiện một người đàn ông tốt hơn, cậu ấy di tình biệt luyến là chuyện bình thường. Không, đó không phải là di tình biệt luyến, bởi vì cậu ấy chưa bao giờ thích anh, vậy tại sao lại gọi là di tình biệt luyến? Không có nền móng tình cảm sao? Giang thần sờ sờ mũi. Có sao? Hứa tinh hỏi ngược lại, anh đã hẹn hò với cậu ấy mấy lần rồi đã tặng quà gì cho cậu ấy, đã làm chuyện gì khiến cậu ấy cảm động chưa? Hai người đã từng có trải nghiệm lãng mạn cùng nhau chưa? Còn có những khoảnh khắc khó quên chưa? Sau khi hứa tinh nói, Giang thần Á khẩu không trả lời được. Những thứ này dường như không có. Chính vì vậy, hứa tinh cười nói, anh và đường sở sở cái gì cũng không có, kết hôn có thể ở bên nhau mấy tháng đã rất tốt rồi. Từ quen biết rồi yêu đến lúc kết hôn, cái này cần phải mất ít nhất 3 năm, ngay cả khi những cặp tình nhân yêu nhau nhiều năm mới kết hôn thì cũng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, không ngừng cãi nhau. Cho nên, tình huống giữa anh và Đường Sở Sở đã khá tốt rồi. Hứa Tinh nói như vậy, Giang Thần đã hiểu ra rất nhiều điều. Hứa Tinh, cô đúng là chuyên gia tình yêu. Hứa Tinh chớp mắt cười, đúng vậy, nếu không trước tiên anh hẹn hò với tôi một thời gian ngắn, học tập lấy một chút kinh nghiệm, sau đó sẽ biết cách hòa hợp với Đường Sở Sở. Chương 307 Hứa Tinh buồn. Bỏ đi." Giang Thần kịp thời từ chối, anh không dám tiếp xúc với Hứa Tinh. Đây là một tiểu yêu tinh quyến rũ, tiếp xúc quá nhiều sẽ chìm đắm vào trong đó. "Tại sao, sợ yêu tôi à?" Hứa Tinh cười nói. "Quên đi, Giang Thần cũng không phủ nhận, nói, hơn nữa tôi đã có vợ rồi, tôi ở cùng cô là không tôn trọng cô, cũng không tôn trọng sở sở, hơn nữa còn không có trách nhiệm với chính mình." "Tôi không quan tâm, hơn nữa nếu anh không nói" Tôi không nói, Đường Sở Sở cũng sẽ không biết." Giang Thần lắc đầu, anh biết Hứa Tinh lại giễu cợt mình, nói không chừng vừa quay đầu đã đi nói với Đường Sở Sở. Mặc dù Hứa Tinh đang cười hi hi, nhưng trong mắt cô ta lại thoáng hiện lên một tia thất vọng. Làm sao mà cô ta không muốn tiếp tục như thế này mãi mãi? Tuy nhiên, Giang Thần không giống với những người đàn ông khác. Anh là anh hùng dân tộc, làm việc gì cũng có chừng mực không lung tung sẽ càng không một chân đạp lên nhiều thuyền chỉ là càng như vậy cô ta lại càng mê đắm giang thần hứa tinh cô nghĩ giúp rồi đi bây giờ ta phải làm sao đây hả hứa tinh sờ sờ cầm rơi vào trầm tư mấy giây sau mới nói trước tiên hãy tỏ tình đã cụ thể phải làm thế nào rất đơn giản mua một bó hoa cắm đến dưới tòa nhà đường sở sở nói chung là phải làm sao cho thật lãng mạn ừm cảm ơn có ý kiến của hứa tinh giang thần cũng biết mình phải làm gì rồi này như thế này là sao đây hôm nay anh là bạn trai của tôi hôm nay anh không được phép nhắc tới đường sở sở hôm nay anh chỉ thuộc về tôi mà thôi hứa tinh lộ vẻ ghen tị giang thần cười ngượng ngùng cả ngày hôm nay anh ấy đều đi cùng với hứa tinh hai người giống như một cặp đôi thực sự cùng nhau đi dạo cùng nhau đi ăn còn cùng nhau đi công viên giải trí Suốt cả ngày hôm nay Hứa Tinh đều cười nói rất vui vẻ. Sau khi cả hai ăn tối cùng nhau, tay trong tay đi dạo trên phố. Được rồi, Hứa Tinh đột nhiên buông tay Giang Thần ra, nói, "Hôm nay hời cho anh rồi, để cho một người xinh đẹp như tôi phải đi cùng anh suốt cả một ngày. Tiếp theo anh muốn đi đâu, trở về nhà nhà họ Đường hay là đi đến tiệm sửa xe mà anh nói?" Đó là tiệm sửa xe phi diệu. "Được, tôi tốt bụng sẽ làm đến cùng, tôi sẽ đưa anh đến đó." hứa tinh lái xe và đưa giang thần đến tiệm sửa xe phi rượu ở ngoại ô sau khi đến tiệm sửa xe hứa tinh vẫy tay chào giang thần tạm biệt giang thần gật đầu nhẹ sau đó mở cửa bước xuống xe hứa tinh đang ngồi trong xe nhìn giang thần rời đi khóe mắt đã ươn ướt nước mắt không kiềm chế được rơi xuống cô nằm dài trên vô lăng khẽ nức nở cộc 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 truyền đến tiếng gõ cửa kính hứa tinh đột nhiên ngẩng đầu lau nước mắt trên khóe mắt rồi hạ cửa kính xe xuống, nhìn Giang thần đang đứng trước cửa xe, mỉm cười với anh, sao hả, còn chuyện gì nữa à? Nhìn thấy đôi mắt ửng hồng của cô ta, Giang thần không khỏi hỏi, sao cô lại khóc? Có, có sao, không có đâu, mắt tôi bị bụi bay vào đấy. Ồ, Giang thần kỳ lạ nhìn cô ta một cái, rồi nói, không có chuyện gì, tôi chỉ dặn cô lúc về nhớ cẩn thận một chút, chú ý an toàn, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Biết rồi, một người đàn ông to lớn mà cảm giảm quá, đi đây. Hứa Tinh khởi động xe, lái đi. Giang Thần đứng ở bên cạnh nhìn Hứa Tinh rời đi. Mãi cho đến khi xe của Hứa Tinh khuất bóng, anh mới quay người bước vào tiệm sửa xe. Đại ca, một người đàn ông mặc quần áo của một người thợ sửa chữa đi đến. Giang Thần nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới tiệm sửa xe, mở ra cánh cửa bí mật, tiến vào mật thất dưới lòng đất. Mật thất dưới lòng đất này vốn là một sòng bạc ngầm nhưng sau khi giang thần tiếp quản anh đã hủy bỏ sòng bạc ngầm hiện tại đây chỉ là trụ sở của cục tình báo ngầm đại ca trên đường đến đây mọi người không ngừng lên tiếng giang thần đã trả lời từng người một anh đến một mật thất và gỡ mặt nạ ra người ra khỏi mặt ngay sau đó mộc vinh cũng đã đến đại ca có việc gì thì anh cứ trực tiếp gọi điện thoại là được rồi tại sao anh lại đích thân đến đây thế không có nơi nào để đi nên đến đây xem một chút Vẻ mặt Giang Thần hiện lên sự bất lực, bây giờ anh không thể về nhà họ Đường, Tiểu Hắc cũng đang ở bệnh viện quân khu, anh không biết nên đi đâu, vì vậy anh đã đến trụ sở của mạng lưới tình báo. Mộc Vinh rút điếu thuốc ra đưa cho anh. Giang Thần nhận lấy. Bên phía Hàn Kim Minh đã có tin tức gì chưa? Hàn Kim Minh và những người khác bỏ ra nhiều công sức như vậy chắc chắn không phải chỉ đơn giản là vì muốn công kích Trung Y thôi đâu, nhất định bọn họ còn có những âm mưu khác nữa chỉ là nó rốt cuộc là cái gì trước mắt giang thần vẫn chưa nghĩ ra mộc vinh lắc đầu và nói người của chúng ta đã theo dõi hàn kim minh rồi kể từ hôm qua sau khi rời đi đã không hề xuất hiện nữa giang thần hỏi đã điều tra ra được bọn họ muốn làm gì chưa nghe vậy sắc mặt mộc vinh nghiêm lại giang thần liếc anh ta một cái nói có việc gì thì cứ nói thẳng mộc vinh nói quả thật tôi đã điều tra ra được một số việc theo tin tình báo Bệnh viện Thái Thượng đã thành lập một viện nghiên cứu ở thành phố Lâm. Viện nghiên cứu được thành lập 3 tháng trước, hơn nữa làm rất bí mật, nằm trong một ngọn núi lớn, chỉ là nơi đó được canh gác cẩn mật, được bảo vệ bởi một đội quân đã qua huấn luyện, mạng lưới tình báo cũng không thể nào xâm nhập vào, không biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì. Viện nghiên cứu bí mật. Giang Thần nheo mắt, nếu viện nghiên cứu này có liên quan đến đại hội trung y này Vậy có nghĩa là bọn họ đã lên kế hoạch những việc này kể từ khi anh nộp đơn từ chức phả đến Giang Trung. Là xích giếm quân sao? Mộc Vinh lắc đầu, không rõ có phải là xích giếm quân hay không. Theo dõi cơ sở nghiên cứu này cho tôi, đồng thời cũng theo dõi ký bệnh viện Thái Thượng, đi theo Hàn Kim Minh và cả thiên tử nữa. Nếu có bất kỳ điều gì bất thường, báo cáo lại cho tôi ngay lập tức. Vâng, tuân lệnh. Có tin tức gì từ cửa hàng đồ cổ thiên tử số 1 không? Mộc Vinh lắc đầu, mọi thứ vẫn bình thường, không có tin tức gì cả, khoảng thời gian trước quả thật là có tin tức chuyển đến, nói bảo vật khai quật được từ mộ cổ của Lan Lăng Vương ở Nam Hoang đang ở trong cửa hàng đồ cổ thiên tử số 1, nhưng đây chỉ là tin đồn, chưa được xác thực. Để mắt tới cho tôi, tuân lệnh, đi gọi những tên sát thủ đó đến gặp tôi. Vâng, Mộc Vinh xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc, tên sát thủ mà lần trước Giang Thần đã thu phục xuất hiện trong mật thất này đại ca, những tên sát thủ này đồng thanh lên tiếng. Giang thần nhìn bọn họ, dặn dò, thân phận của mấy người cũng đã được xử lý rồi. Bắt đầu từ ngày mai, bảo vệ đường sở sở suốt 24 giờ cho tôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện, mất một sợi tóc nào, mấy người đem đầu tới gặp tôi. Đại ca, chúng tôi nhiều người như vậy chỉ để bảo vệ một mình đường sở sở thôi sao? Vẻ mặt Giang thần lãnh đạm nói, sao hả, không được à? Đại ca, chúng tôi tốt xấu gì cũng là những sát thủ nổi tiếng trong bảng sát thủ vậy mà anh lại yêu cầu chúng tôi đi bảo vệ một người phụ nữ có phải là đã gáo vàng múc nước giếng bùn rồi không giang thần hít sâu một hơi nói đường sở sở là tất cả đối với tôi an toàn của cô ấy quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác mấy người cứ làm theo là được nhưng đừng để đường sở sở phát hiện ra sự tồn tại của mấy người cũng đừng quấy dày cuộc sống của cô ấy vâng những tên sát thủ miễn cưỡng gật đầu lui xuống đi cô có thể rời khỏi nơi này rồi mấy người nhiều người như vậy thì cứ luân phiên bảo vệ là được còn cụ thể thì mấy người tự mình bàn bạc đi vâng đám đông gật đầu quay người rời đi còn giang thần thì tựa vào trên sofa rơi vào trầm tư nghĩ mãi nghĩ mãi anh lại buồn ngủ rồi có một căn phòng trong mật thất dưới lòng đất ở đây giang thần trực tiếp đi về phòng nghỉ ngơi trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh nghe thấy một tiếng động. Anh mò kiếm điện thoại bên giường, cầm lên xem, phát hiện mới có 3 giờ sáng, anh lật mình bò đứng dậy, xoa xoa thái dương rồi bước ra ngoài. Bên ngoài được canh phòng nghiêm ngặt. Toàn bộ là đội quân Hắc Long được trang bị quân trang đầy đủ. Giang Thần tùy tiện kéo một người lại, hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" "Đại ca, phát hiện có kẻ nằm vùng trong tổ chức. Đại ca Mộc đang tiến hành kiểm tra toàn diện." bắt toàn bộ tất cả những người trước đây của quỷ kiến sầu ra đang tra hỏi nằm vùng giang thần sửng sốt rồi hỏi tại sao lại còn có nằm vùng ẩn nấp là bên phía cảnh sát hay quân đội hắc long quân lắc đầu cái nãy vẫn chưa biết nữa giang thần xoay người rời đi đi về phía nhà giam trong mật thất dưới lòng đất mật thất dưới lòng đất rất lớn giống như một thành phố dưới lòng đất quỷ kiến sầu đã phải mất vài thập kỷ mới xây dựng được nó 30 người đang bị trói trong nhà giam, một số bị thương tích đầy mình, muốn không chịu khổ nữa thì tự giác nói rõ đi, bằng không. Giang Thần vừa đi tới, liền nghe thấy Mộc Vinh lớn tiếng quát mắng. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy giọng nói của Giang Thần, Mộc Vinh lập tức đứng dậy, xoay người bước đi, gọi, đại ca, đã khiến anh tỉnh giấc rồi à? Chương 308, sự thay đổi của Đường Sở Sở. Giang Thần hỏi, chuyện gì vậy? Mộc Vinh giải thích, đại ca, là như thế này, mạng lưới tình báo ngầm này là do quỷ kiến sầu tạo ra, mối quan hệ giữa mạng lưới tình báo ngầm rất rối ren, phức tạp, liên quan đến mọi tầng lớp xã hội. Trong thế giới ngầm ở Giang Trung đang lưu truyền một tin tức, tất cả tin tình báo có thể tìm đến quỷ kiến sầu để đổi lấy tiền, vì vậy quỷ kiến sầu đã được các bộ phận liên quan chú ý từ lâu rồi. Mạng lưới tình báo ngầm này là phi pháp, đã thực hiện rất nhiều giao dịch bất hợp pháp các bộ phận liên quan muốn bắt hết toàn bộ mạng lưới ngay lập tức nên những năm qua đã gài rất nhiều nằm vùng vào đây. Hiện tại tôi cũng không biết sốt cuộc ai mới là kẻ nằm vùng nên đã bắt hết toàn bộ những người quỷ kiến sầu để lại, đang tra khảo từng người một. Mộc Vinh giải thích vấn đề ngắn gọn. Nói rồi, anh ta chỉ vào một người đàn ông bị trói ở phía trước. Người đàn ông khoảng 40 tuổi đang bị treo lên, đã bị đánh thương tích khắp người, máu trên người chảy ra, nhỏ xuống mặt đất. Lúc này ông ta đang hấp hối. Một số thuộc hạ đã phát hiện ra ông ta đã lén gửi tin tức của mạng lưới tình báo ngầm ra ngoài, người nhận là một cảnh sát trưởng nào đó của phòng công an tỉnh. Giang Thần đi tới, đích thân thả người này ra. Người đàn ông nằm trên mặt đất, liếc mắt nhìn Giang Thần, lạnh lùng nói, muốn giết thì giết, nếu chỉ cần cao mày thì tôi không phải đàn ông. Giang Thần quay đầu nhìn Mộc Vinh, mắng, còn đứng đờ ra đó làm gì, mau thả ra hết đi. Đại ca, cái này, Mộc Vinh kinh ngạc sắc mặt giang thần trầm xuống anh nói đã quên bản thân mình là ai rồi à thật sự cho rằng mình là dân lưu manh sao vâng mộc vinh ra lệnh lập tức cởi trói tất cả những người bị trói đều đã được thả ta giang thần nhìn người đàn ông nằm trên mặt đất không cách nào chạy nổi hỏi đã đến đây bao nhiêu năm rồi hứ người đàn ông khịt mũi giang thần nói thả ông ta về đi vâng mộc vinh gật đầu nhìn những người có mặt nói đồng bọn của ông ta là ai còn không mau đưa ông ta đi nhóm người quỷ kiến sầu để lại đưa mắt nhìn nhau không ai đứng ra thừa nhận điều đó trong đó quả thật vẫn còn nằm vùng nhưng bọn họ biết rằng một khi bọn họ đứng ra thừa nhận thì thực sự là không thể nào rời đi được nữa đưa ông ta đến bệnh viện những người khác giải tán đi sau khi giang thần ra lệnh một câu như thế rồi anh đứng dậy rời đi mộc vinh đi theo sau mật thất dưới lòng đất trong một căn phòng nào đó. Mộc Vinh đứng ở một bên và hỏi, "Đại ca, ông đang làm gì vậy? Chuyện chúng ta đang làm bây giờ không thể để ai biết được. Chẳng lẽ chúng ta thực sự phải đợi cảnh sát đến và quét sạch nơi này sao?" Giang Thần liếc nhìn Mộc Vinh, nhàn nhạt nói, "Cho dù có là nằm vùng thì cũng không cần phải hành hạ người ta như vậy. Đừng quên bản thân mình cũng là một quân nhân, đều đồng bào của nhau. Việc gì phải làm khó đồng bào cơ chứ?" Còn về việc nơi này đang được các bộ phận liên quan nhắm tới, lát nữa tôi sẽ đánh tiếng với tiêu giao vương, bảo ông ấy tìm cách, chặn nhiệm vụ này cho quân đội, đợi đến khi những việc ở Giang Trung kết thúc, mạng lưới tình báo ngầm này có thể giải tán rồi. Vâng, Giang thần châm một điếu thuốc và nói tiếp, nhưng mà, vẫn phải tìm ra được nằm vùng, rồi tiến bọn họ đi hết. Đừng làm khó bọn họ, bọn họ cũng là vì công việc, cũng không dễ dàng gì. Nhưng đại ca, những người mà Quỷ Kiến Sầu để lại đã đi theo Quỷ Kiến Sầu vài năm rồi, thậm chí có người còn đi theo ông ta hơn 10 năm, muốn biết ai là bằng vùng thì có chút khó khăn đấy. Vậy thì sa thải hết tất cả bọn họ đi." Giang Thần nhẹ giọng nói. "Vẫn là đại ca sáng suốt. Đừng nịnh nọt nữa, tôi đi ngủ đây, đừng làm ồn khiến tôi ngủ không được nữa." Giang Thần đứng dậy rời đi. "Còn Mộc Vinh ngay lập tức đi xử lý chuyện này. Anh ta trục xuất tất cả những người mà Quỷ Kiến Sầu để lại." Lúc này, những người trong mạng lưới tình báo ngầm này đều là Hắc Long quân mà Giang Thần đưa từ Nam Hoang trở về, mạng lưới tình báo ngầm này đã bị anh khống chế hoàn toàn rồi. Những điều này nhanh chóng được truyền đến tai Quỷ Kiến Sầu, khi Phương Vĩnh Cát chứng kiến mạng lưới tình báo ngầm mà mình đã dày công quản lý hàng chục năm nay nay đã bị Giang Thần kiểm soát hoàn toàn, ông ta có hơi bất lực. Từ ngày Giang Thần tiếp quản, ông ta đã nghĩ tới rồi, nhưng không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy. Đêm lặng lẽ trôi qua, ngày hôm sau giang thần chỉ thị cho mộc vinh thu xếp người đưa anh trở lại thành phố nhà họ đường đường sở sở mới sáng sớm đã thức dậy hôm qua cô đã đến tìm hắc long nhưng cô nhìn thấy hắc long và hứa tinh thân mật với nhau cô rất đau buồn cũng rất chán nản cô cảm thấy mình đã bị thất tình rồi nhưng ngay sau khi được hà diễm mai khai sáng cô đã lấy lại được tự tin vì vậy cô dậy rất sớm đi dạo phố và mua rất nhiều váy áo tất cả đều rất hở hang, trước đây cô còn không dám mặc. Sau khi Giang Thần trở lại thành phố, đã hơn 10 giờ sáng rồi. Anh đi ngang qua một cửa hàng hoa, mua 99 bông hồng, cầm bó hoa hồng trên tay và đi về phía tiểu khu nơi nhà họ đường tọa lạc. Vừa đến cổng tiểu khu, anh đã thấy từ xa có hai người phụ nữ đang tiến lại gần. Mộng oánh, cảm ơn em đã đi mua sắm với chị cả buổi sáng. Trong tay đường sở sở đang sách rất nhiều thôi. Cô không biết nhiều về việc mua quần áo nên mới sáng sớm đã gọi điện cho đường mộng oánh. Dưới sự giới thiệu của đường mộng oánh, cô đã mua rất nhiều quần áo. Ngay cả bộ đang mặc trên người cũng là sáng nay mua. Đây là một chiếc váy hai dây màu vàng. Chiếc váy rất ngắn lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Bên trên có hai dây, lộ ra hoàn toàn bờ vai thơm tho. Cổ áo hơi thấp hơn, thậm chí có thể thấy cả áo ngực. Mặc chiếc váy hai dây này vào, tỷ lệ quay đầu là 100%, thậm chí có người còn lén lút lấy điện thoại di động ra chụp ảnh ảnh. Lúc đầu, đường sở sở cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng trên đường đi, cô đã quen với việc được những người đàn ông khác nhìn bằng ánh mắt tán thưởng. cô cảm thấy đây đây mới là sự quyến rũ mà cô nên có. Đây đã là gì chứ? Đường mộng oánh cười nói, chị sở sở, chị nên ăn mặc như thế này từ lâu rồi, chị là mỹ nhân số một giang Trung, bây giờ lại ăn mặc như thế này, không biết bạn sẽ mê hoặc bao nhiêu con người, hơn nữa nhà họ Đường còn phải trông cậy vào chị móc nối với Hắc Long, dẫn dắt họ Đường đi về nơi rực rỡ nước kia. Chị sẽ cố gắng hết sức mình. Nghĩ đến Hắc Long, Đường Sở Sở trên mặt nở nụ cười khó có thể phát giác ra được. Giang Thần vừa đến Cổng Tiểu Khu, liền nhìn thấy Đường Sở Sở và Đường Mộng Oánh cùng nhau đi tới, trên tay anh cầm 99 đóa hoa hồng, bước nhanh tới, đi tới trước mặt Đường Sở Sở, đưa cho cô bó hoa hồng trong tay. Trên khuôn mặt còn đang nở nụ cười, anh nói, "Sở Sở, cho em này." Khi Đường Sở Sở nhìn thấy người đến là Giang Thần, nụ cười trên mặt đông cứng lại, thay vào đó là vẻ mặt chán ghét. "Giang Thần, anh còn tới đây làm gì?" Giang Thần cầm hoa hồng cười nói, "Tại sao anh không thể tới đây? Em là vợ của anh mà." Đường Sở Sở nhàn nhạt nói, "Đã từng thôi, bây giờ không phải nữa, Giang Thần, nếu như anh không đồng ý ly hôn, tôi sẽ đệ đơn lên tòa án xin cưỡng chế ly hôn." đến lúc đó anh sẽ không lấy được dù chỉ một xu. Đường mộng oánh ở bên cạnh cũng khinh thường mắng, giang thần, cái đồ vô dụng như anh còn tới đây làm gì nữa, chẳng lẽ anh không biết mình đã không còn xứng sở sở bây giờ nữa rồi sao, khi đi vệ sinh anh cũng không biết nhìn lại bản thân mình xem. Đường mộng oánh hoàn toàn không hề nể mặt giang thần. Giang thần hơi sừng sốt. Hôm qua không phải đường sở sở đã thấy một anh khác đang thân mật với hứa tinh hay sao? không phải là cô ấy nên từ bỏ sao tại sao lại lạnh lùng với anh như vậy sở sở tôi có lỗi với em chỗ nào giang thần nhìn đường sở sở anh cố gắng hết sức để kìm nén sự tức giận trong lòng cố gắng để trên môi mình xuất hiện nụ cười khiến bản thân trở nên dễ gần nhất đường sở sở lắc đầu nói không phải anh có lỗi với tôi là tôi có lỗi với anh đã được chưa việc chúng ta ở bên nhau đã là một sai lầm rồi anh không thể cho tôi được hạnh phúc Thay vì ở lại nhà họ Đường coi thường, chỉ bằng anh nên sớm ngày rời khỏi nhà họ Đường đi, như vậy không tốt hơn sao? Đường Sở Sở nhìn Giang Thần và nói rõ từng chữ. "Giang Thần, tôi thật sự cảm ơn anh, cảm ơn anh vì sự cống hiến thầm lặng của anh ở nhà họ Đường, tôi cũng đã từng thử cố gắng cùng anh sống thật tốt, nhưng khi ở bên anh, tôi không có cảm giác động lòng, anh có hiểu không? Tôi không muốn mình phải sống cả đời như vậy, không muốn cả đời ở bên một người đàn ông mà mình không có tình cảm." chương 309, cho đi một nửa tài sản. Lời nói của Đường Sở Sở giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Giang Thần, anh cảm thấy trong cổ họng có gì đó mắc kẹt, khó có thể nuốt trôi được. Hứa Tinh đã nói đúng. Anh hoàn toàn không có một chút gốc rễ tình cảm gì với Đường Sở Sở cả. Ở bên nhau một thời gian ngắn thì không sao, nhưng lâu dần sẽ nảy sinh ra đủ kiểu mâu thuẫn. Vậy nên ly hôn đi. Đường Sở Sở nhìn Giang Thần, nhìn thấy vẻ mặt của anh trong lòng cô cũng cảm thấy khó chịu, giọng điệu cũng đã dịu đi rất nhiều, vui vẻ chia tay đi, nếu không muốn muốn cãi vã đến mức khó coi thì anh nên ngoan ngoãn ly hôn đi, làm đến mức ra tòa, lúc đó sẽ khó coi lắm. Giang thần lúc này cũng đã nghĩ đến việc buông tay. Anh tiếp cận đường sở sở chỉ để báo ơn. Vừa để báo đáp ân cứu mạng của đường sở sở, vừa để bù lại lỗi lầm đã bỏ rơi. Tuy nhiên, khi anh vừa nghĩ đến đường sở sở đã yêu Hắc Long, yêu một anh khác, sự khó chịu trong lòng anh lập tức biến mất, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, sở sở, anh sẽ không ly hôn với em đâu, chúng ta về nhà đi. Anh đưa tay ra nắm tay đường sở sở. Sắc mặt đường sở sở tối sầm lại, vùng tay anh ra, lạnh lùng nói, giang thần, tôn trọng tôi một chút. Con cóc mà muốn ăn thì thiên nga, đường mộng oánh lạnh lùng hứ một tiếng, kéo đường sở sở đi. Giang thần cầm hoa trong tay, đứng tại chỗ, đi cũng không được, mà không đi cũng không được ân nhân, ân nhân. Một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, một gã đàn ông dâu riêng xồm xoàm, hoang dã vội vàng chạy tới. Ân nhân, cuối cùng con cũng tìm được anh. Đan chiến đi tới, vẻ mặt kính trọng ân nhân, ngày mai là sinh nhật thứ 20 của thiến thiến. Trước đây sinh nhật của thiến thiến đều tổ chức ở phía Bắc, nhưng bây giờ đã đến Giang Trung nên sẽ tổ chức Giang Trung. Mong ước sinh nhật của Thiến Thiến là ân nhân có thể đến dự tiệc sinh nhật của con bé, mong ân nhân có thể nể mặt. Giang Thần khẽ nhíu mày. Bây giờ anh không có hứng thú đi dự tiệc sinh nhật của người khác. Không hứng thú? Anh lạnh nhạt lên tiếng, quay người đuổi theo đường sở sở. Ân nhân, đợi đã. Đan Chiến cũng đuổi theo. Lần này tôi đến gặp Giang Thần và mời anh ấy đến dự tiệc sinh nhật là một. Còn có một mục đích khác. Đó là mời Giang Thần ra tay, giúp cho Đan Thiến Thiến khỏi hoàn toàn. Mặc dù ngày hôm qua một Giang Thần khác đã tỏa sáng rực rỡ tại Đại hội Y học, nhưng ông ta biết Giang Thần xuất hiện hôm qua chính là Giang Thần, con rể nhà họ Đường. Bằng không, Đường Đường là Hắc Long Uy Nghiêm làm sao có thể giúp đỡ Đường Sở Sở cho được. Giang Thần đuổi theo đến nhà họ Đường, anh gõ cửa và gọi, "Sở Sở, em mở cửa đi." Đan Chiến cũng đi theo. Rốt cuộc ông muốn làm gì? Giang Thần nhìn Đan Chiến đang đi theo mình, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, tức giận nói: "Ông bị điên à, ông không thấy là tôi đang rất phiền sao? Bây giờ, hãy cút khỏi đây ngay lập tức, nếu không, tôi sẽ không khách sáo với ông đâu." Đan Chiến không ngờ rằng Giang Thần nói tức giận là tức giận ngay. Ông ta là Đan Chiến ở phương Bắc, được người ta gọi là vua khoáng sản. Ở phương Bắc có ai dám nói chuyện với ông ta như vậy? Nhưng khi nghĩ đến thân phận của Giang Thần, sự bất mãn trong lòng ông ta đã liền giảm bớt ông ta là một người thông minh ông ta biết tình cảm của giang thần hiện tại đang có chút rắc rối ông ta lập tức nói anh giang thật ra là chuyện của anh cút đi tôi già đến như vậy sao giang thần tức giận chửi bới đúng lúc này cánh cửa mở ra hà diễm mai là người mở cửa hà diễm mai chống hai tay lên hông mắng mỏ giang thần cái đồ vô dụng này tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi đừng làm phiền sở sở nữa, cậu không xứng với con gái tôi, cút khỏi đây ngay cho tôi. Nghe vậy, Đan Chiến biết rằng cơ hội của mình đã đến rồi. Ông ta đứng qua, nhìn Hà Diễm Mai, nói tại sao bà lại nói chuyện với ân nhân của tôi như vậy, tại sao ân nhân của tôi lại không xứng với đường sở sở, bà biết anh ấy là ai. Im miệng, Giang thần mắng, một tay nắm lấy Đan Chiến rực, nâng thân thể cường tráng của ông ta ra khỏi mặt đất. Lạnh giọng nói, tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn nhiều lời nữa ông không xong với tôi đâu cút đi ngay cho tôi ừm có gì thì từ từ nói ân nhân thả tôi xuống trước đã giang thần ném đan chiến đi thân hình của đan chiến vội vàng lui về phía sau suýt chút nữa ngã xuống đất sau khi đan chiến đứng vững hai đồng tử lóng lánh chuyển động ông ta không biết tại sao giang thần lại muốn che giấu thân phận của mình và ở rể nhà họ đường nhưng có thể thấy địa vị của giang thần trong nhà họ đường cực kỳ thấp ông ta suy nghĩ vài giây sau đó đi tới mỉm cười nói đây là ân nhân của tôi bà có biết tôi là ai không tôi là đan chiến của phương bắc có thể bà không biết tôi hoặc cũng chưa từng nghe nói về tôi để tôi tự giới thiệu tôi nắm quyền kiểm soát tất cả các mỏ ở phía bắc có trong tay hàng trăm mỏ than quy mô lớn còn có cả mỏ vàng mỏ kim cương nói tóm lại công việc làm ăn có dính dáng tới lòng đất đều là do tôi làm hà diễm mai chấn động Bà ta không nghĩ rằng người đàn ông có vẻ ngoài thô lỗ, bộ râu xồm xoàm và bộ dạng lôi thôi lách thách trước mặt này lại có xuất thân đáng sợ như vậy. Trước đây bà ta đã từng nghe qua cái tên này. Chính vì Giang Thần đã cứu con gái của ông ta, ông ta mới ra mặt, thuyết phục hai nhà họ Ngụy và họ Hứa, nhà họ Đường mới có thể sống sót qua cơn nguy kịch đó. Bà ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, trên mặt mang theo nụ cười tươi giói, thì ra là vua khoáng sản, mời vào nhà. Đan Chiến nhìn Giang Thần, làm dáng vẻ xin mời mời ân nhân trên mặt giang thần tràn đầy vẻ thán thưởng đan chiến này cũng không tệ anh cất bước đi vào trong nhà hà diễm mai muốn ngăn anh lại nhưng nhìn thấy thái độ của đan chiến đối với giang thần bà ta lại kìm lòng bên trong nhà trên ghế sofa đường sở sở nhíu mày khi nhìn thấy giang thần bước vào mẹ mẹ làm gì vậy sao lại cho anh ta vào giang thần cầm bó hoa đi tới đặt lên trên bàn trên mặt nở nụ cười tươi tắn sở sở hứ đường sở sở lạnh lùng hứ một tiếng ngồi xuống mặc kệ giang thần hà diễm mai đến và ra lệnh sở sở mau đi rót nước cho ông đan đi đường sở sở liếc nhìn đan chiến đang đi vào hơi nhíu mày đây là ai trong lòng nghi ngờ nhưng cô vẫn đứng dậy đi rót nước đưa cho đan chiến cười ngọt ngào ông đan uống nước đi không không cần khách sáo đâu Đan Chiến đang ngồi đột nhiên đứng lên, hai tay nhận lấy ly nước, vẻ mặt được tiếp đón nồng hậu nên kinh ngạc. Sau khi nhận lấy nước, ông ta khẽ nhấp một ngụm, sau đó nhìn Hà Diễm Mai cười nói, "Bà không thích Giang Thần, chẳng qua chỉ là vì anh ấy không có tiền thôi sao? Tôi đã quyết định rồi, sẽ chuyển một nửa tài sản của mình cho Giang Thần, không hoàn trả lại. Hiện tại anh ấy có giá trị ít nhất là 500 tỷ, như vậy mấy người đã vừa lòng anh ấy chứ?" Giang Thần liếc nhìn Đan Chiến một cái, Cao mày nói: "Đan Chiến, ông làm cái trò gì vậy? Tôi có nói muốn tiền của ông sao?" Đan Chiến đứng lên nói lớn: "Ân nhân, anh đã cứu mạng con gái tôi, Thiến Thiến là toàn bộ của tôi, vì con bé, cho dù có xài hết ra sản bạc triệu thì đã sao chứ? Mong anh nhất định phải nhận lấy, tiền đối với tôi mà nói, chỉ là con số mà thôi, cho dù có quá nhiều tôi cũng không biết phải tiêu thế nào, bên cạnh đó, trong tay tôi có biết bao nhiêu mỏ khoáng, việc kiếm tiền chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi." Năm 500 tỷ. Hà Diễm Mai đã bị sốc trước con số này. Một gia tộc mạnh như nhà họ Ngụy, nhà họ từ trong liên minh năm huyệt, gia sản cũng chỉ có 100 tỷ, hơn nữa cũng không phải là 100 tỷ tiền mặt mà là tất cả các sản nghiệp cộng lại. Bây giờ ông lớn phương Bắc này đã cho Giang Thần một sản nghiệp trị giá 500 tỷ. Ông Đan, những gì ông nói có phải là sự thật không? Hà Diễm Mai kinh ngạc hỏi. Tất nhiên, tôi nói sẽ giữ lời. Ha ha, được rồi, được rồi, sở sở, con còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, còn không mau đi rót một cốc nước cho Giang thần. Hà Diễm Mai đã cười đến mức không ngậm được miệng lại. Con rể có 500 tỷ thì còn tìm kiếm hắc long gì nữa chứ? Cầm 500 tỷ, làm một quý bà giàu có không phải sẽ sướng hơn sao? Giang thần cau mày. Hà Diễm Mai này quá mức tham lam, vừa nghe thấy tiền đã ngay lập tức thay đổi thái độ liền. Trông anh có giống một người thiếu tiền không? chỉ tính riêng thành phố mới thời đại khoa cũng đã có giá trị hàng nghìn tỷ rồi. Hơn nữa khoảng thời gian trước anh vừa chuyển một nghìn tỷ vào tài khoản thời đại khoa. Đường sở sở cũng nhìn giang thần chằm chằm, sau đó lại nhìn đan chiến, trong lòng tự hỏi, người đàn ông trông lôi thôi lách thách này, thật sự giàu có như vậy sao? Vừa mở miệng đã cho 500 tỷ, đây chẳng phải là không xem tiền ra gì sao? Mẹ, con sẽ không gục ngã, nếu muốn ngã mẹ ngã đi, cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, con cũng sẽ ly hôn với anh ta. Được rồi, không sao đâu. Đan Chiến cười, con gái thiến thiến của tôi đã 20 tuổi rồi, trông cũng không tệ lắm. Sau khi ly hôn, tôi sẽ để Giang Thần lấy thiến thiến, tài sản gia đình hàng trăm triệu của tôi cũng là của là Giang luôn rồi. Hà Diễm Mai lo lắng, mắng con bé chết tiệt, sao con lại cứng đầu như vậy, trong cái nhà này mẹ là người quyết định, còn không mau đi rót một cốc nước cho Giang Thần. Đường sở sở không cam lòng, miễn cưỡng đứng dậy, đi rót một cốc nước. Cô trực tiếp đập lên bàn trước mặt Giang Thần, nước trong cốc văng ra khắp mặt bàn. Cô ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, cũng không thèm nhìn thẳng Giang Thần lấy một cái. chương 310, không thể tự vả mặt. Hiện giờ đường sở sở càng nhìn thì càng thấy Giang Thần không vừa mắt. Mỗi khi nhìn thấy Giang Thần cô lại không nhịn được so sánh Giang Thần với Hắc Long. Mà một khi so sánh thì lại thấy quá khác biệt chuyện này thật sự càng nghĩ càng khiến người ta đau lòng. Cô cũng không hiểu nổi bản thân, rốt cuộc trước đó vì sao cô lại cảm thấy giang thần tốt, hơn nữa còn ngủ chung giường chung gối với anh, thậm chí suýt chút nữa thôi cô đã trao thân cho anh. Đường mộng oánh cũng có mặt ở đây, cô ta một mực ngồi yên không nói gì mà chỉ ngồi đó quan sát giang thần và đan chiến. Đặc biệt là đan chiến. Cô ta cũng được coi là một cô chủ nhà giàu và đã từng gặp gỡ rất nhiều người giàu có nhưng cho dù cô ta có nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra được người đàn ông cặn bã dâu ria lởm chởm trước mắt là người có tiền, hơn nữa còn là người có tài sản nghìn tỷ. Giang thần, cậu đi đâu kiếm được chú diễn viên này vậy? Dám mở miệng bảo có gia tài nghìn tỷ, còn tặng lại cho cậu 500 tỷ. Thật sự không cần tiền sao? Vẻ mặt đường mộng oánh đầy khinh bỉ. Cô ta biết chắc chắn đây là diễn viên do Giang thần tìm đến. Tìm được trên đường, Giang thần nở nụ cười, rồi lại nhìn qua đan chiến nói cút không phải đâu ân nhân tôi thật sự có tiền đan chiến vội vàng giải thích bảo ông cút thì ông cút đi vừa nãy giang thần còn cảm thấy đan chiến không tệ nhưng bây giờ anh lại cảm thấy hơi khó chịu được rồi đan chiến đứng lên ông ta lấy một tấm thiệp ra khỏi túi áo trong rồi nói ân nhân ngày mai là sinh nhật của thiến thiến con gái tôi địa điểm tổ chức tại biệt thự khuynh thành cậu nhất định phải tới ông ta còn chưa nói hết câu vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của giang thần thì lập tức đặt thiệp mời lên bàn xoay người rời đi a à, sao mới như thế mà đã đi rồi hà diễm mai kịp thời đứng dậy mở miệng gọi lại ông ở lại ngồi một lát đi thế nhưng đan chiến không hề để ý đến bà ta sau khi đan chiến đi khỏi hà diễm mai mới chịu ngồi xuống bà ta đưa mắt qua nhìn giang thần và hỏi một câu giang thần người kia thật sự là đan chiến của gia tộc ở phương bắc à không phải, Giang Thần lắc đầu. Nghe vậy Hà Diễm Mai lập tức trở mặt, bà ta chỉ tay ra phía cửa, tức giận nói cút. Giang Thần kinh ngạc, tốc độ lật mặt của mẹ vợ cũng quá nhanh quá rồi. "Mẹ à, cút đi, ai là mẹ của cậu? Tôi mới không có đứa con rể nào vô dụng như cậu." Giang Thần, tôi nhắc lại cho cậu biết, cậu không có 500 tỷ thì đừng nghĩ đến việc tiếp tục qua lại với con gái tôi, có 500 tỷ tôi mới thừa nhận cậu. Hà Diễm Mai vô cùng thẳng thắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đường sở sở cũng đứng dậy, cô chỉ tay ra cửa nói, Giang thần, anh mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, cứ hễ nhìn thấy anh tôi lại cảm thấy ghê tởm. Đường mộng oánh cũng mắng, Giang thần sao anh có thể vô liêm sỉ đến vậy? Anh muốn tìm diễn viên thì cũng tìm người trông giống một chút, người như vậy nhìn qua giống người có tài sản nghìn tỷ sao. Mấy người liên tiếp lên tiếng, bọn họ đều muốn đuổi Giang thần đi tôi sẽ không đi đâu cả, mặc kệ mấy người có nói thế nào thì tôi cũng sẽ không đi. Giang thần không thèm đếm xỉa gì đến họ, anh cứ mặt dày ăn vạ ở chỗ này thì sao nào. Hà Diễm Mai trực tiếp cầm trổi đuổi người đi. Bà ta đánh đuổi Giang thần ra khỏi nhà họ đường. Dầm, Giang thần đứng ở trước cửa nhà họ đường, nhìn cánh cửa khóa chặt, sờ sờ mũi. Ngay lúc này anh cũng đã hiểu ra. Đây chính là cuộc sống, cuộc đời của anh đã được định trước sẽ có một kiếp nạn. Nhưng những ngày như vậy không phải chính là điều anh tha thiết cầu mong có được sao? Những ngày tháng hiện giờ không phải vẫn tốt hơn những chuỗi ngày chinh chiến ở biên giới nam hoang sao? Anh lập tức gào lên một tiếng, Đường Sở Sở, anh sẽ không từ bỏ em đâu. Trong phòng, vẻ mặt Đường Mộng Oánh khinh thường nói, còn không biết điều mà từ bỏ, cậu ta cho rằng cậu ta là ai vậy? Bỏ đi, đừng nhắc đến anh ta nữa đường sở sở không muốn nhắc đến giang thần nữa lúc này đường mộng oánh nhìn thấy thiệp mời để trên bàn diễn tuồng cũng chân thật lắm thiệp mời này trông cũng rất cao cấp và khí thế đây là thiệp mời màu vàng ánh vàng rực rỡ nhìn qua giống như được rát vàng thật đường mộng oánh không nhịn được cầm thiệp mời lên cầm trong tay cảm giác nặng trĩu cô ta cũng là một người phụ nữ giàu có lại còn có chút tinh mắt vừa cầm thiệp mời đã biết viền vàng trên thiệp mời là vàng là vàng thật, đây là thật sao, vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc thét lên, là vàng thật à. Mà Hà Diễm Mai đã lấy điện thoại ra tìm kiếm cái tên đan chiến ở trên mạng. Bà ta chỉ nhìn sơ qua một chút đã thấy rất nhiều từ khóa nổi bật. Nào là ông Hoàng Quảng Mỏ, người đàn ông giàu nhất phương Bắc. Trên mạng còn có không ít ảnh chụp. À, nhìn thấy ảnh của đan chiến, bà ta kinh ngạc la lớn, vừa nãy là thật. Ông ta thật sự là đan chiến là người đàn ông giàu nhất phương Bắc. Con gái của Đan Chiến cũng có tên là Đan Thiến Thiến. Đường sở sở nghi hoặc, bước tới gần xem xét. Sau khi nhìn qua những tin tức và hình ảnh trên mạng, cô nhíu mày lẩm bẩm, người đàn ông vừa nãy thật sự chính là nhân vật lớn của phương Bắc, đáng giá nghìn tỷ sao. Hà Diễm Mai kích động gào lên, sở sở, cơ hội đến rồi, nhà họ đường chúng ta sắp giàu to rồi. Con ngàn vạn lần không được ly hôn với Giang Thần, mau chóng gọi điện thoại cho Giang Thần đi, mau bảo nó đồng ý nhận 500 tỷ. Có 500 tỷ trong tay thì chúng ta coi như có cả thế giới rồi. Không được, mẹ phải tự đi gọi Giang thần về. Bà ta nhanh chóng mở cửa nhà chạy ra ngoài tìm. Nhưng Giang thần đã rời khỏi đó. Bà ta chạy ra ngoài, ra khỏi tiểu khu cũng không thấy bóng dáng Giang thần đâu. Hà Diễm Mai đành phải uể oải quay, quay trở về nhà. Không đuổi kịp rồi, sở sở, bây giờ mọi việc trông chờ ở con. Giang thần si mê con như vậy, chỉ có con mới có thể giữ được nó. Chỉ có con mới có thể nắm lấy 500 tỷ này trong tay. Mẹ, vẻ mặt đường sở sở đầy bất mãn. Người bảo cô ly hôn là mẹ, bây giờ người bảo cô ở bên cạnh giang thần cũng là mẹ. Đối với người mẹ yêu tiền như mạng này, đường sở sở thật sự không biết phải nói gì. Đường mộng oánh cũng hơi thất thần, sau mấy giây mới kịp phản ứng lại. Cô ta níu cánh tay đường sở sở, mở lời khuyên nhủ, sở sở, chuyện đã như vậy cô còn cần tìm Hắc Long làm gì cơ chứ? 500 tỷ đấy, cô có tưởng tượng được 500 tỷ có giá trị đến cỡ nào không? Tiền sinh hoạt một năm là 15 triệu đô, cần phải sống 5.000 năm mới tiêu hết số tiền đó đấy. Cô mau chóng gọi điện thoại cho Giang Thần đi, bảo cậu ta mau quay về. Đường mộng Oánh cũng kích động. Nếu Giang Thần sở hữu 500 tỷ, không phải nhà họ đường có thể vùng lên rồi sao, như thế thì cô ta cũng được thơm lây rồi trong mắt mọi người chỉ có tiền thôi sao, lời con cũng đã nói ra rồi, không thể tự vả vào mặt mình được, muốn vả tự mọi người vả đi. Đường sờ sờ thở hổn hển Họ coi cô là cái gì thế, công cụ để moi tiền à? Sau khi Giang Thần rời khỏi nhà họ đường, anh lập tức đến tập đoàn thời đại khoa. Cao ốc thời đại khoa, tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch. Giang Thần đang hút thuốc với vẻ mặt chán nản. Hứa tinh mặc bộ đồ công sở đi tới, Cô ta ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, mở miệng cười hỏi, "Ông chủ của tôi ơi, anh làm sao thế?" Trương Hoài một bộ mặt kia cho ai nhìn vậy? Giang Thần liếc mắt nhìn Hứa Tinh một cái. "Tôi đã nghe theo cô sáng hôm nay đi mua 99 đóa hoa hồng tặng Sở Sở. Nhưng Sở Sở không nhận, tôi còn bị đuổi khỏi nhà họ Đường." Cô còn không mau nghĩ ra ý tưởng gì mới đi. "Tôi là người rất bận rộn, không có thời gian giúp đỡ anh đâu." Như vậy đi Tôi sẽ thuê cho anh một vài chuyên gia tư vấn tình cảm, để họ bày mưu tính kế cho toàn bộ quá trình của anh. Có cả chuyên gia tư vấn tình cảm à? Giang Thần sững sờ. Hứa Tinh mở miệng cười nói, tất nhiên là có. Vậy còn thất thần làm gì nữa, mau đi nhanh đi. Vâng, ông chủ, tôi sẽ đi thu xếp ngay đây. Hứa Tinh đứng dậy, xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, cô ta lập tức lấy điện thoại ra, gọi một số điện thoại, phân phó nói tìm giúp tôi những chuyên gia tư vấn tình cảm, chuyên gia phân tích tình yêu, bậc thầy tán gái, chuyên gia phân tích tâm lý phụ nữ. Nói chung là những chuyên gia nổi danh nhất cả nước có liên quan đến vấn đề tình cảm. Trong vòng một tiếng, mời toàn bộ đến tập đoàn thời đại khoa. Sau khi phân phó xong, hứa tinh bất đắc dĩ lắc đầu. Hết chương 310.